chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2019, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị một số nội dung chính sau đây. 3 tuần sau sự kiện trải nghiệm, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng đã tổ chức lễ mở bán dự án đầu tiên, hoàn thiện công trình xong mới đưa ra kinh doanh. Giới quan sát thị trường nhận định, dự án sẽ tạo nhiều lợi ích cho người mua như không lo về tiến độ công trình, có thể tìm hiểu thực tế trước khi chọn mua nhà, trải nghiệm dịch vụ tiện ích. Với những dự án đã hoàn công như thế này, bên bán cũng mang lại sự yên tâm cho người mua về tính pháp lý của công trình. Happy Valley Premier không chỉ gây chú ý bởi phương thức bán hàng khác biệt mà còn nhận được sự quan tâm của thị trường bởi có 100% là biệt thự cảnh quan 2 tầng và số lượng chỉ 55 căn. 80% số lượng căn này đã được khách hàng đặt mua, trong đó toàn bộ khách mua đợt đầu tiên đều để an cư sinh sống lâu dài.